Cảm xúc của em rất vui, trước tiên là giúp đội giành chiến thắng và cũng rất lâu rồi em không ghi bàn nên là hôm nay ghi hai bàn em rất là vui. Trước tiên bọn em nhập cuộc rất tốt và sau đó có liên tiếp 4 bàn thắng, nhưng tầm 30 phút cuối trận bọn em đã mất thế trận và đó là bọn em cần phải khắc phục lại. Khi bị gỡ xuống 1-4 thì tinh thần đội có nhiều lo sợ bởi vì đây là một tập thể trẻ, nhưng mà bọn em sẽ cố gắng từng trận để tích lũy thêm kinh nghiệm. Em cảm thấy em chưa cảm giác bóng tốt nhất ở trận đấu này, em sẽ cố gắng ở từng trận đấu sau. Mục tiêu của em năm nay là giúp đội giành từng chiến thắng được. Em không đặt mục tiêu dài hạn, em sẽ cố gắng từng trận. Tất nhiên là em có rồi, trước tiên là U23 và sau đó là đội tuyển. Mục tiêu tất nhiên là giành chiến thắng, em chỉ cần giành đội giành chiến thắng. Rất cảm ơn các cổ động viên đã tới đây khi đã giờ tối muộn và cảm ơn rất nhiều.